Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không đến với nhau bằng tình yêu thương? Đà Lạt xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình VNA 57.3. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng, vẫn giữ băng tần năm, vẫn quên cái làn sóng, vẫn giữ băng tần của 57.3. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm là Khi Em Về Xuân Như Đến Vội, với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Bá Thành. Nguyễn Bá Thành sẽ có trong cái live show tình trong ca cái chương trình của chúng người ta lưu xứ đây. Thì cái bài thơ này là bài thơ của Miu Đà Lạt và được nhạc sĩ Vũ Thư Nguyên phổ thành ca khúc. Mời quý khán giả. Trời mưa khẽ gọi, là nắng lao sao trên đỉnh bình yên. Là khi em đi, nắng mưa không tới, gió đã khô cằn, sa mạc yên thu. Là khi em về hết sầu hoang vu, vui đường nắng ấm tan hết sương mù. Là khi em đi đời chưa bóng dế, sầu hoàn vũ cuối đường nắng ấm tan hết sương mù. Là khi em đi đời chưa bóng dế, sao bóng cô vơ một kiếp phù du. Là khi em về hoa khoe sắc thơ,
quý khán giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Là Khi Em Về, Xuân Như Đến Vội. Chị Minh Du, ý chị nói trong cái nhạc phẩm này đó là có phải là phụ nữ chúng ta là mùa xuân của các chàng không vậy? Dĩ nhiên rồi. Tại nhưng mà em lại lâu lâu em cứ nghe mấy người nói là có cái bài gì mà từ ngày có em về đó. Thì trong khi đó là tại vì từ ngày có em về mùa xuân là coi như là hoa nở trong cái vườn, nhưng mà tại vì mình hay không chịu chăm bón mình không chịu chăm bón thì thôi, thành ra từ ngày có em về cái gì đó nhà mình ban cái gì câu thề cái gì đó không biết phải không, nhưng cái mà bài đó rất là hay mà nói là vừa anh nghe anh la đó, tại vì mọi người nên sửa lại nhưng mà mùa xuân của mình á là khi em về trời mưa khẽ gọi, tại vì em về là có mưa và có bình yên, có ấm áp và mùa xuân. Thành ra mà khi em đi là hoang vu, phải đúng không? Thì khi mà quý khán thính giả nghe cái lời này đó, là lúc đó Minh Du viết á, là đứng vai một cái phái nam. Nhưng mà khi mà đứng vai phái nam đó, nhưng mà mình nói lên là mình ước ao rằng á, có người nào đó yêu mình như vậy không? Phải đúng vậy không? Mình là cái đó hoa hồng. Mình là đó hoa hồng. Ví dụ mình đi trở về, thì là người ta xem giống như mà vườn hoa xuân nở. Mình cũng rất là mong như vậy. Dạ. Không? Em nghĩ chắc phụ nữ chúng ta thì ai cũng mong như vậy. Đúng rồi. Dạ vâng. Cái đó là một cái đó là ước mong của cái một người tình đối với người tình. Tại vì thí dụ hai người yêu nhau, mình cũng mong mà khi mình đi thì có người nhớ mình. Và mình trở về sẽ có người vui để chào đón mình. Thì trong đó là tất cả một cái lời thơ mà đã đưa đến để cho gợi ý các anh nam đó. Tại vì có nhiều anh khô khan lắm. Dù anh không có lãng mạn mà cũng không có tình. Các anh mà nghe chị Minh Du nói như vậy đó thì làm ơn coi cái chương trình này và quen với chị Minh Du rồi học làm thơ. Yêu em anh biết làm thơ. Cũng có cái bài thơ đó đó, đó vì biết làm thơ. Vì yêu anh nên anh biết làm thơ. Có Minh Du cái bài đó, chắc là lần sau mình phải cho cái phát cái bài đó. Mà Minh Du cũng xin nhắc lại đó là chương trình Tình Ca Người Lưu Xứ phát hình trên cái băng từng VNA 57.3 là vào ngày chủ nhật. Đã vào chiều chủ nhật mà lúc từ 5 giờ tới 6 giờ. Dạ, vâng. Mà khi quý vị nghe đó mà thích những cái bản nhạc nào mà quý vị thích đó, thì cứ gọi vô đài và yêu cầu thì đài VNA sẽ phát lại cái bản nhạc mà quý vị thích. Chứ đừng gọi cho Minh Du, tại nhiều khi Minh Du lưu bù cái không có bằng cái bắt phone thì được. Dạ, quý vị lại chắc là sao mà tôi gọi Minh Du hoài không được hồi đáp. Dạ vâng, đúng rồi. Và ngoài ra thì mình nhắc lại cái chương trình ngày 21 tháng 4 của mình. Dạ vâng, một lần nữa thì Nguyệt Hân lại xin mời quý khán thính giả đến tham dự thật là đông đảo. Nguyệt Hân mong rằng sẽ gặp tất cả các quý thính giả đã thương yêu những cái xí xà xí xọ của chị em để mà đến tham dự một chương trình rất là hay mà em biết để em đọc sơ. Hôm đó sẽ có Vân Quỳnh này, có anh Dũng nữa, anh Dũng, vâng anh Dũng này, rồi có Đức Đạt, rồi có chị Quỳnh Lan. Quỳnh Lan là chính trong cái chương trình, với lại anh Dũng cũng là chính trong cái chương trình. Anh Dũng sẽ hát cái phần đầu của cái chương trình và Quỳnh Lan sẽ hát cái phần hai. Dạ, vâng. Thì coi như là mình chọn lọc với lại Vân Quỳnh nữa. Kỳ sau chắc lần sau mình sẽ gửi đến quý thính giả là thưởng thức cái bản nhạc do Vân Quỳnh hát sáng tác và đã được mọi người yêu cầu nữa. Thì kỳ này là mình cũng có Nguyễn Bá Thành. Dạ vâng. Tiếc là mình chưa có cái bài của anh Nam Dũng. Mình xin giới thiệu Lina Nguyễn. Lina Nguyễn là violinist. Rất là hay. Thì trong cái bài hát mà là Khi Em Về là đã có cái Lina đã kéo violin. Mà kỳ này Minh Du mời được cái anh Quốc Vũ. Quốc Vũ là ảnh là về pianist. Pianist. Dạ vâng. Các lần sau chắc Minh Du sẽ mời anh Quốc Vũ lên và ảnh sẽ chơi piano live cho quý vị nghe. Anh rất là hay chỗ này. Chương trình hay cũng quá. Đã hết giờ. Minh Du cũng xin mời quý vị tiếp tục vào cái chương trình kỳ sau vào lúc ngày Chủ nhật, lúc 5 giờ, từ 5 giờ cho đến 6 giờ vào chiều Chủ nhật. Và mời quý vị hãy đến vào cái chương trình Tình Ca Người Lưu Xứ cũng cùng đề với lại chương trình của VNA TV ngày 21 tháng 4 tại phòng hội nhật báo người Việt. Người Việt và hãy gọi cho Minh Du Đà Lạt hoặc là lên về Bosa Ticket Tú Quỳnh thì là Bosa Ticket là số phone là 714-418-2499 hoặc là gọi cho Minh Du Đà Lạt là 714-230-9632.
chương trình của chúng tôi đến đây đã hết giờ. Minh Du trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Ca Người Lưu Xứ. Xin kính chào, xin quý kính chào quý khán giả. Em bay tại cái tôi nên đời buồn khổ đơn, và cuộc đời tại cái tôi nên người tôi lại buồn. Thì thôi xin lỗi nhé, chẳng nói cách nào hơn. Nếu chẳng có yêu thương thì sao có giận hờn. Chân lý là như thế, vì yêu nên ta giận. Chân lý là thế đó, vì thương nên ta hờn. Chẳng lẽ tại cái tôi mà ta đành xa nhau. Chính là nào chợt rơi chạm vào trái tim tôi. Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không. Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không đến với nhau bằng tình yêu thương?